anh bắt cái ghế đang ngóng trông em về. Qua bao mùa xuân em ơi lấy chồng được chưa? Anh nhớ hồi đó em nhỏ con vô cùng xíu, mà sao giờ đây em tươi quá chừng gì ta. Em như hoa hậu anh thưa mấy câu để đón em. Đi trên lưng trâu và nấu trên bạch đen. Về nhà mình sống đời mình sống có chi mà cười chê. Chuyện gì mà khó quá đã có anh rồi. Bắt con kiến ở trên lầu cao mang trầu đưa lối. Hứa bên nhau dài lâu ta đắp xây lâu đài cao nè. Có bao nhiêu tiền nông anh mang về em hết. Chỉ mong sau đời này ta sẽ mãi gần nhau. Bóc phong bảy đi lên nhảy kết dòng nhạc hương quê để bắt đi chay lên cho nó nảy. Anh ấy cũng bảo tuổi này phú thế đứng đằng xa mà sao lòng khích gạch chả có lẽ là mê mà nếu thích anh là điều em chắc nịch thì mình còn gì đâu mà chê. Xanh chia con nước trôi mênh mang hai dòng lỡ khoai anh thì nói tiếng chứ có gì đâu mà lo. Anh thương em mưa nắng dãi dầu mà thương em cực quá nên anh gối đầu sang thưa. Anh thưa mấy cầu đi qua cầu để đón em này. Hát cây cầu nhỏ xíu lắc lư qua mấy nhịp cầu tre nối bên dòng sông. Trên lầu cao mang cầu đưa lối. Hứa bên nhau dài lâu ta đắp xây lâu đài cao nè. Có bao nhiêu tiền nông anh mang về em hết. Chỉ mong sau đời này ta sẽ mãi gần nhau. Cầu mong là một đời này ta sẽ có em bên cạnh anh là trên thế gian này không còn đau buồn. Và dù giàu sang nhà lầu này hay mai là thế như có đời thấy thì vẫn chỉ yêu mình. Sẽ rước em về. Mình thừa ba má tính cái chuyện trầu cao. Một lòng son sắc nguyện trọn đời mình bên nhau. Em xinh tươi hồn nhiên lứa tuổi trăng tròn. Anh 25 tuổi xuân cũng đã hao mòn. Bảo phong ba chẳng lo ta sát giai kề. Thật tha chất phát đầm tình chàng trai quê. Còn gì mà tính em ơi thôi lên kiều quá giới anh. Đời này được có bao lâu yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay ta sẽ xứng nhau mình ơi. Quê hương anh đồi xanh bát ngát nghiêng bình. Quê hương em cỏ hoa thơm ngát hương tình. Xe tôi duyên thành đôi hai đứa chúng mình. Mang kiều hoa anh tới đưa nàng mà về dinh. Em xinh tươi hồn nhiên lứa tuổi trăng tròn. Anh 25 tuổi xuân cũng đã hao mòn. Bảo phong ba chẳng lo ta sát giai kề. Thật tha chất phát đầm tình chàng trai quê. Còn gì mà tính em ơi thôi lên kiều quá giới anh. Đời này được có bao lâu
đâu yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui, thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Quê hương anh đồi xanh bát ngát yên bình, quê hương em cỏ hoa thơm ngát hương tình, xe tôi duyên thành đôi hai đứa chúng mình, mang kiều hoa anh tới đưa nàng về trên con gì mà tính em ơi. Thôi lên kiều quá giới anh, đời này được có bao lâu yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui, tiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Gái lớn gái chồng, ông bà ta nói thì luôn luôn đúng chứ đâu có sai. Em ơi ngày mai, em ơi ngày mai theo anh về Vinh đi. Hai bàn tay trắng anh sẽ lo lắng cho em hết đời. Vì yêu em nên anh mới lo làm, vì thương em nên anh hỡ chơi bời. Về bên nhau ta xây hạnh phúc lâu dài, về bên nhau. Sứ biển em là con gái của cái vùng sông nước, cái trường lưu thủy và đại hải thủy, đường nào con cháu mình cũng có phước. Ông trên đã tính ra trước một bước thì ngại gì đâu mà anh không rước. Cưới vợ không phải là ván mạt chuột, thằng có ba bích thằng đó đi trước. Anh có mơ đất mấy ngàn hecta, thú vui ta nhã là trồng thảo dừa, đợi em dưỡng ngang phải gọi là mướt mê lem mê lem. Có một vết xước bà áo bà ba trong gió lướt trước, nhiều lúc huyết áp anh muốn suy nhược. Bà con lối sớm họ chỉ biết ước, họ khen thằng này ngó bộ mà được. Ông già thích chơi lan đột biến, còn má của em tay chơi cá coi, lúc ở không đánh bài tươi sắc với mấy bờ trên cô rác xin bôi. Canh chua cá lóc mà anh ăn không ngán thì em nguyện nấu cho anh cả đời, nhưng mà lương tháng thì anh không được giấu, để em sắm vàng như vậy mới lời. Anh cũng không có chiếc G63, tài sản của anh là quay em pha, chiều chở em đi mua cà rá ngon ngà cầu hát tích tình tình ta. Xin cái lễ nhập gia bác. Dạ. Bác kính. Đúng ngày này, bây giờ. Thế giờ. Dạ. Đúng ngày. Hôm nay ngày lành tốt. Châu. Dạ. Hai bên. Xin lễ nhập gia. Mình phải chấp nhận uống miếng này. Dạ, dạ, dạ. Dạ, anh ăn trước anh. Anh ăn trước đi. Dạ, rồi. Dạ, nó lớn lên nhiều chút. Đúng. Rồi, cái bụng góc đi tìm rồi.
chồng từ đâu, ngày chia xứ xa em thưa mẹ cha, em theo anh về cho mình được nên duyên thành đôi. Trang trải miền quê lội mương cắm câu, đồng xa ruộng sâu lại chi gia giàu. Con em hiền ngoan nơi trốn xa hoa, chịu anh cái tính thiệt tha. Đám cưới miền Tây nơi thành đô theo anh về đây, cho duyên tình quê thêm đậm sâu trầu cao thắm tươi. Giấc giá qua rồi mình đám cưới anh ơi, giang nhạc bập phong rộn ràng mừng cô dâu mới. Theo lễ Y Kỳ thì nay chuyện họa nhà trai đến gồm có bốn quả tập vụ trước cúng tổ tiên ông bà, cũng xin phép thỉnh hội và dước dâu để đến gia đình họa nhà trai dùng buổi tiệc thân mật cho hai cháu được trăm năm năm phút. Dạ. Thôi giờ nếu dạ. Nói giờ tôi cũng xin phép dạ. Là hôm nay là một năm có 12 tháng dạ. Một tháng chỉ có một ngày đại lợi, thì hôm nay bên hội nhà trai thì qua bên hội nhà gái thì không gì hơn nay có đủ mặt nội ngoại hai bên, ông bà hai bên, cô bác di dượng hai bên, thì hôm nay được chứng kiến nuôi đứa con khôn lớn hai bên đến nọ bên trai bên gái hết, nuôi con khôn lớn đến ngày hôm nay định vợ gả chồng thì ăn được miếng trầu, uống ly rượu, điều đó là quý hai bên hết. Yeah. Nhà trai nhờ gái thì không gì hơn nay có ông bà để uống một ly rượu mừng cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Yeah. Đến ngày vạn long lót bạc. Yeah. Thì bữa nay là một bên nó nhận là dễ, một bên nhận dâu. Yeah. Là dễ thảo. Yeah. Như con trai dâu hiền thì như con gái. Yeah. Đó là điều quý nhất hai bên thôi. Tôi chúc hai bên thành công. Yeah. Vậy thôi. Yeah. Thôi giờ mình chúc cho hai cháu được trăm năm phúc. Yeah. Giữa bóng đêm anh chưa thể ngủ được. Ông bà, cô bác và dì dượng cậu và anh chị thì nay cũng xin phép để ngày lễ du quy của cháu tôi là bữa nay là ngày tốt, ngày đại lợi để có cô bác ông bà đến đây để uống một ly rượu mừng cho hai cháu nó trăm năm hạnh phúc đến ngày vạn long lót bạc. Phút giây ngập ngừng bối rối, tiếng em cười và lời em nói khiến anh giờ đã như quên mất lối. Những khi chạm nhìn vào đôi mắt, anh chỉ muốn ôm em thật chặt để anh nói em nghe, nói em nghe lòng anh. Người ơi, em có biết anh đã yêu em rất nhiều. Câu chuyện thật dài mỗi tối, những phút say ngừng bối rối, tiếng em cười và lời em nói khiến anh giờ đã như quên mất lối. Từ khi đã chót lấy yêu rồi, anh chỉ mong gần em mãi thôi, để anh hôn nhẹ lên, hôn nhẹ lên bờ môi. Cho em những đêm lạnh về,
chẳng cần những lý lẽ để nói đến câu tình yêu. Bên họ nhà trai đến thỉnh bên họ nhà gái trước với cháu sau là thỉnh họ đến gia đình họ nhà trai bữa tiệc thân mật cho hai cháu được chào mừng. Giờ lành đã đến em ơi, đang tay càng rượu giao bôi, quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà còn đông đúc chung vui anh mang kiều quá rước dâu, bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bắt đầu. Anh mặc vest em thì váy cô dâu, đưa em lên thuyền qua ta bước chung nhịp cầu. Cơn mưa hạnh phúc đã đưa mình đến bên nhau, cho hai chúng ta có một tình yêu nhiệm màu. Em đừng có xỉnh tiền mừng cưới chưa vui, đêm nay ta sẽ đọc phòng hoa chúc bao vui. Tranh thủ ra năm làm thêm cái đám thôi nôi, xuất sắc em ơi, hai ta là nhất trần đời. Giờ lành đã đến em ơi, đang tay càng rượu giao bôi, quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà còn đông đúc chung vui anh mang kiều quá rước dâu, bồi hồi nhân cưới bà Nguyệt hôm nay cũng ghé sang thăm, pháo hoa rộn ràng ly cùng ly mà rần rần, dàn nhạc sập sình vui cả xóm em ơi. Biết bao nhiêu người mong được hạnh phúc như mình, em đừng có xỉnh tiền mừng cưới chưa vui, đêm nay ta sẽ đồng phòng hoa chúc bao vui. Tranh thủ ra năm làm thêm cái đám thôi nôi, xuất sắc em ơi, hai ta là nhất trần đời. Giờ lành đã đến tay càng rượu giao bôi, quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà còn đông đúc chung vui anh mang kiều quá rước dâu, bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bắt đầu. Anh mặc vest em thì váy cô dâu, đưa em lên thuyền qua ta bước chung nhịp cầu. Cơn mưa hạnh phúc đã đưa mình đến bên nhau, cho hai chúng ta có một tình yêu nhiệm màu. Giờ lành đã đến em ơi, đang tay càng rượu giao bôi, quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà còn đông đúc chung vui anh mang kiều quá rước dâu, bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bắt đầu. Con cháu
ta bên nhau dù có ở nhà lá, yêu thì nhất mình là sức gần nhau. Cùng gia cho ta gần nhau, bao dứt giả cũng luôn có nhau. Thầy bói phán rằng mình đang có tháng, rồi mình lên xe bom nhìn nhau tới sáng. Ở nhà lá có nhiều hoa, ta bên nhau vô cùng nhau hát ca. Rủ ba má rồi ta cùng nhảy được cha cha cha. Thưa má thưa ba, anh muốn dắt em đi về nhà, nên mối lương duyên đem trầu cao nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi, thiệp hồng du quy thầy bói phán giờ lạnh đến rồi. Xong luôn, anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mần ăn. Anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Dứt giá bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn, để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Giờ chồng tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc đến ta chẳng đời. Giờ một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gì. Em ơi, giờ chồng tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc đến ta chẳng đời. Giờ một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gì. Anh thương em quá.
bên họ nhà trai còn làm rất chu đáo, thì không gì hơn hôm nay là hai con tôi nó gửi chăm học tôi về nhà chồng, thì không gì hơn nhờ bên chồng cô ông bà cô bác bên cô dì dượng để giải biểu thêm chút đỉnh, nói đúng ngay còn nhỏ nó cũng hơi sơ sót chút xíu, có gì cũng thông cảm. Bởi vì tôi rất cảm ơn. Chào chào đây. Được tổ chức tại gia cùng như trong ngày long trọng hôm nay, và lời nói đầu tiên cho với cái vụ thay mặt chủ hôn hai họ cũng như cô nhô và chú rể, toàn thể anh ban nhạc Khuôn Nguyệt, dịch vụ nấu ăn minh hiện đến các vị quan khách như đại diện hai họ lời chúc mừng sức khỏe, lời chào mừng trân trọng và nồng nhiệt nhất. Và kính thưa đại diện họ của các vị quan khách, miếng trầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em về với anh hết rồi áo tim áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Và trôi qua thời gian dài tìm hiểu và yêu nhau, cô dâu chú rể đến bên nhau, uyển chuyển cho nhau trở thành một con người tốt hơn, đẹp hơn và hoàn thiện hơn. Chính vì ý nghĩa đó mà ngày hôm nay là ngày 28 tây tháng 4 năm 2024, nhằm ngày 20 tháng 3 năm Giáp Thìn, ngày hạnh phúc, ngày lành tháng tốt. Được sự chấp thuận của hai bên gia đình, chúng ta rất vinh dự có mặt nơi đây với một lý do duy nhất, đó là chúc mừng buổi lễ tình hôn của anh chị thành công tốt đẹp. Và ngay giây phút này đây, xin mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về cộng hoa, dành một tràng pháo tay thật to chào đón hai nhân vật chính đẹp nhất trong ngày hôm nay. Trúc Rệ Trần Khắc Luân sánh duyên cùng cô dâu Nguyễn Thị Kim Phượng. Ngày long trọng hôm nay chắc hẳn không thể nào không nhắc đến đứng sinh thật bực làm cha, người là mẹ đã mang đến cô dâu chú rể xinh xắn tuyệt vời nhất trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay. Thì phía chủ hôn họ nhà trai, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Lộc và đại diện chủ hôn họ nhà trai, đó là dì hai của chú rể,
Xin mời chú Hùng hãy cho chúng ta cùng đến gần sân khấu. Dành tặng chú Hùng hãy cho chúng tôi. Và quý vị chú Hùng họ nhà gái, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Ngô Thị Oanh là thân sinh phụ mẫu của cô dâu cùng tiến lên sân khấu. Hỗ tay thật to thưa quý vị. Nguyên diện trên sân khấu giờ đây đó là thân sinh phụ mẫu cô dâu và chú rể. Kể đến quý vị quan khách, lời chúc mừng sức khỏe lời chào mừng trân trọng và nồng nhiệt nhất. Và chúng tôi được sự hiện diện đại diện quan viên họ nhà trai, thay mặt ông Trần Văn Long, xin được cảm ơn đại diện quan viên họ nhà gái đã dành thời gian quý báu văn học của mình đến san sẻ buổi tiệc ngày hôm nay. Và trong buổi tiệc nếu có điều gì sơ sót diễn ra, kính mong đại diện quan viên họ nhà gái niềm tình thông cảm với đại diện quan viên họ nhà trai của chúng tôi. Và thay mặt đại diện hai họ cũng như cô dâu và chú rể ban nhạc Huân Nguyễn, dịch vụ nấu ăn Minh Hiển, chúc đại diện hai họ chúng ta có được một bữa ăn thật ngon miệng, một ngày mới thật tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, trong cuộc sống gặt hái được nhiều thành công, dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Vô lòng ăn phát tài. Và để đánh dấu cho buổi lễ tân hôn, xin mời chú rể Khắc Luân tay trong tay cùng cô dâu Kim Phượng tiến đến thắp ly với nghi thức rất rượu tình yêu. I hear you say I do. Something else, something new, something.
chậm thôi em ơi, anh không theo kịp em. Mà em đang yêu hay đang trêu đùa, vì trong tim anh chỉ có tên của em. Muốn nói với anh nhưng em e ngại, chỉ mất mấy giây con tim lỡ dài. Em rơi vào trong mơ mộng, người biết không? Nếu đã lỡ yêu xin anh hãy là bên đôi môi khi mi em ước nhờ. Lòng này em chẳng yêu ai như thế này. Xót mộng ngọt vào tới em, thắp ánh đèn bật tình yêu lên sao. Càng say anh lại càng yêu em. Nói thật lòng người cho em, nếu thích rồi thì đưa tay lên chờ. Định giữ trong lòng chẳng vui đâu. Tay em đan trong tay anh rồi. Ưu tiên là vì em đã yêu, ưu tiên là vì anh quá siêu. Do em hay do người, do say men hay do em say nụ cười. Đôi khi đành làm theo trái tim, lời một nốt này có đáng gì. Chỉ cần thức giấc không nhìn dòng người, bên em trong những đêm mưa tuôn rơi. Anh bỗng thấy cuộc đời xanh hơn. Và tình yêu lăn nhanh như thoi đưa, anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa. Đưa em đến vùng trời yêu thương. Muốn nói với anh nhưng em e ngại, chỉ mất mấy giây con tim lỡ dài. Em rơi vào trong mơ mộng, người biết không? Nếu đã lỡ yêu xin anh hãy là bên đôi môi khi mi mướt nhòa. Lòng này em chẳng yêu ai như thế này. Gió cũng lùng ngọt vào tai em, tắt ánh đèn bật tình yêu lên sao. Càng say anh lại càng yêu em. Cho em nếu thích rồi thì đưa tay lên chờ, nên giữ trong lòng chẳng vui đâu. Bye.
Oh, yeah.
chờ đợi em bước.